Xin chào quý vị, ngày mai 22 tháng 8 sẽ diễn ra phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên. Trong danh sách được Bộ Công an quyết định có 11 biển số siêu đẹp được đưa ra đấu giá lần này. Để tham gia phiên đấu giá biển số ô tô lần này, đầu tiên người dân cần truy cập vào trang web dgbs.vpa.com.vn để đăng ký tài khoản và lựa chọn biển số. Sau khi đăng ký xong, người dân cần nộp tiền hồ sơ là 100.000 đồng và tiền đặt cọc trước là 40 triệu đồng. Việc đấu giá sẽ được tiến hành bằng cách trả giá theo mỗi bức giá là 5 triệu đồng. Ngoài ra, người chưa có ô tô vẫn hoàn toàn có thể tham gia đấu giá được. Liên quan đến phiên đấu giá biển số đầu tiên này, có 3 điểm người dân cần lưu ý khi tham gia đấu giá. Đầu tiên là phiên đấu giá không giới hạn việc sở hữu biển số theo nơi thường trú. Người dân có thể đấu giá giải biển số của toàn bộ 63 tỉnh thành mà không bị giới hạn bởi nơi thường trú hoặc đặt trụ sở cơ quan. Đồng thời, theo quy định, người đã có hoặc chưa có ô tô đều được tham gia đấu giá. Người đấu giá có thể nhờ người khác thao tác thay bằng tài khoản của mình nhưng phải đảm bảo đúng thông tin. Điều đáng lưu ý thứ hai là người không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền cọc. Khi đăng ký tham gia đấu giá một biển số, trang đấu giá sẽ xuất hiện mã QR để người dân nộp tiền hồ sơ là 100.000 đồng và tiền đặt cọc trước là 40 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, hình thức này để hạn chế tình trạng đăng ký ảo ảnh hưởng đến chất lượng cuộc đấu giá. Tuy nhiên, người tham gia không trúng đấu giá sẽ được trả lại tiền cọc trong 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến. Đồng thời, người dân còn có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước nếu có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Và cuối cùng là sau 15 ngày, người dân phải nộp đủ tiền trúng đấu giá. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số ô tô. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá, thì biển số trúng đấu giá sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả lại số tiền trúng đấu giá đã nộp. Và đó là cách thức và 3 điều cần lưu ý khi tham gia phiên đấu giá đầu tiên vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!